gì mà ông không soi, ông cứ soi cái cây mai đó hoài vậy? Trời ơi, năm có mùa Tết à, mà năm nay mai nó thất mùa quá. Phải làm cái cây này sao cho nó đẹp đẹp, nhìn nó có hồn chút. Ờ ha, ông nè. Ừ? Sao sáng giờ sắp nhỏ chưa thấy gì cả? Biết đâu, con bà nữa chứ bộ mình con tôi chắc. Bơi à, bơi nó nói gì cả? Ba về rồi hả? Dạ. Dạ mẹ không? Dạ ơi. Đi về mà không? Dạ về tới nhà là thấy khỏe à. Ba má, con có mua một ít đồ về nè cho ba má này. Mấy cái đầm đẹp lắm má. Ừ, cảm ơn con. Ủa dạ sao ba kiếm ai vậy? Tụi con về đủ hết rồi. Tụi ba về có hai đứa hả? Dạ đúng rồi. Ủa hai anh em tụi con đủ rồi mà ba. Ba hỏi vậy là sao? Trời ơi, ba đừng nói con là ba có con riêng nha ba nha. Trời ơi, con riêng bà nội, mày nói tầm bậy bạ, má mày chửi tao sao? Chứ ba hỏi ai? Thì tụi con, hai anh em tụi con về nè. Đúng rồi, đủ hết trơn rồi. Ủa năm nào cũng về có hai đứa vậy thôi hả? Dạ. Tụi bay biết ba mong mỏi cái chuyện gì không? Ủa vậy bồ bịch đâu? Người yêu đâu không dẫn gì à? Hả? Tính chứ phải dẫn gì à chứ? Anh hai. Ba ơi, giờ anh em tụi con á, lo làm ăn kiếm tiền không à? Dạ. Dạ. Tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Chủ nghĩa độc thân còn lắm chết cha mày chứ. Ba, ông ơi, ông ơi. Bà đem bà cái thứ quỷ này về làm gì? Hả? Cái không muốn à thì nó đem. Dạ rồi. Làm như còn sung sức lắm vậy đó. Rượt chạy vòng vòng hà. Bây giờ ngồi thở hơi lên. Nè, uống miếng nước đi. Tức chứ. Tức cái gì? Thứ còn cái gì mà ngu. Đẻ ra đẹp lòng lòng, đẹp phơi phới vậy đó. Không có một cái người yêu nào. Đẻ trong người đi, ta tìm người yêu đi. Tôi đây là tôi già rồi. Mà tôi còn muốn kiếm thêm một bà nữa. Hả? Ủa cái gì? Ba. Ủa bà ơi. Nó lộn mà. Ba, nó lộn. Cổ vũ má. Ai mà la lối ôm sầm vậy? Ủa anh hai chị hai đâu? Anh hai chị hai em đi chùa hồi sáng rồi. Trời đất ơi, thiệt không vậy? Hẹn tôi bữa nay qua đây, tự nhiên cái đi chùa là sao? Tự nhiên chị qua làm gì vậy? Anh hai với chị hai em đi chùa cầu duyên. Hả? Cho hai đứa nhỏ rồi. Cái gì? Đi cầu duyên hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, vậy nhờ tôi chi vậy trời? Nhờ chị làm cái gì? Làm mai làm mối chứ làm gì nữa. Rồi bây giờ tôi qua đây rồi không có người rồi giận sao? Ủa nói vậy chị là qua làm mai cho hai đứa nhỏ cháu em á hả? Nè, bộ trên trời rơi xuống hay sao vậy? Cái nghề của tôi từ trước tới giờ nghĩ sao hỏi vậy trời. Nãy giờ thấy chị qua làm bộ hỏi chọc chị thôi. Chọc gì mà kỳ cục vậy? Cái nghề của người ta mà. Trời ơi. Vậy hả? Vậy chứ sao. Ê, nhưng mà bây giờ không có hai ông bà giờ sao? Thôi để tôi gọi điện cho ông bà coi. Chị đừng có gọi gì hết á. Mỗi khi anh hai với chị hai mà đi đâu á là toàn quyền quyết định là em hết. Cần gì chị cứ nói với em giải quyết gấp hết cho chị. Vậy đó hả? Thì đó. Vậy là tự giải quyết luôn. Bây giờ chị qua ngồi đi. Rồi em bàn chuyện với chị. Để em kêu hai đứa nhỏ ra. Rồi cho chị thấy mặt coi nha. Coi mặt luôn phải không? Rồi kêu nó ra cho tôi coi mặt coi. Quốc Anh ơi, Châu ơi, dạ, dạ. Có mỗi nè con. Đi mời dạ. Chị, mời chị. Châu ơi, Châu ơi, Châu. Nhanh lên Châu ơi. Ê trời ơi, nè. Hai đứa đâu? Hai đứa ở trọng á. Em kêu nó rồi, giờ nó đang ra đó chị. Nó ra liền á. Chị uống nước đi. Rồi, cảm ơn em. Ra tới rồi kìa. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đây Quốc Anh. Còn đây là Châu, cháu em đó chị. Trời ơi, tôi tìm đúng người luôn rồi. Trời ơi, cái mối của tôi hợp lắm luôn á. Hợp kinh khủng khiếp luôn á. Ôi trời ơi, kỳ này thành công rồi. Mối của chị cũng đẹp giống như hai đứa cháu em vậy đó hả? Thiếu điều hơn nữa đó. Trời ơi, vậy là kỳ này vô luôn rồi. Đảm bảo xứng đôi vừa lứa luôn. Xứng luôn hả chị? Chờ chút xíu nha, để kêu nó vô. Dạ. Okay.
tới rồi, mỗi con tới rồi đó. Đó. Mối của chị hả? Đúng rồi. Đáng yêu dễ thương không? chị, đứa này là cho đứa nào? Cho ai nói đi cưng? Dạ, em tới đây tìm Quốc Anh. Trời ơi, hay sướng nha. Ủa? Dễ thương, hết sảy luôn vậy đó. Bé đó tên gì vậy? Gì vậy bà nội? Em hả? Em tên Ngọc Châu. Vậy cho mình số điện thoại đi. Cho xin đi trời. Cho số điện thoại đi bạn. Ra đi trời. Ra đi. Anh hả? Chỉnh ra. Con gái hay con trai chị? Nó con gái mà. Cho thằng này mà. Gái mà chụp hình chung với con gái cháu em luôn hả? Đi về. Trời ơi, bước qua đây. Đi đâu vậy? Mày làm cái trò gì vậy? Bên này mà sao qua bên kia? Dạ bên đó mới là gu của em. Gu hả? Gu. Trời ơi, quay lại má ơi, đi về giùm con đi. Trời ơi, gu cái gì ở đây? Lộn kêu rồi hả cô? Lộn không phải. Chắc không phải. Cái này chắc đưa lộn. Qua mối kia. Trời, em nhìn là em thấy nghi là thấy lộn rồi chứ. Đâu mà chị giới thiệu mối sao vậy? Chị cũng vậy. Uống nước đi chị. Uống nước đi rồi kiếm cái mối kia liền lại nhanh đi. Chứ cái mối đó em thấy không được rồi. Tới rồi, yên tới, tâm. Tới hả? Yên tâm. Chắc được nè. Tới rồi, xuống đi ông nội. Ủa, đâu rồi? Trời ơi, ông chạy sao ông rất tôi, ông hay luôn vậy? Ủa, sao xe ông ngồi, chạy hay đâu vậy? Sao ông chạy nhanh, ông bỏ tôi vậy? Nãy giờ vội quá cho nên là tôi không có để ý. Vô đi. Mối này là chị... Châu. Mối này cho cháu. Cho em hả? Dễ thương ha. Làm ăn lớn nha. Chị có giới thiệu mối nước ngoài luôn hả chị? Trời ơi, nước ngoài gì? Nó lại. Còn lại còn đó. Còn lại hả? Du. Mai mốt có thể đi nước ngoài luôn đó. Dạ. Hello. Du. Chào Ngọc Châu. Ê, biết nói tiếng Việt luôn hả chị? Người Việt. Nó người Việt mà. Việt. Người Việt hả? Nó bình thường. Vậy mày ngồi đi mày. Tao tưởng mày người Anh, tao nói tiếng Anh. Không cần ngồi. Trời ơi. Rồi. Rễ mà. Mày làm rễ gì mày đứng đi, tao không có cho mày ngồi nha mày. Dễ thương lắm. Rồi, ủa, đi. Còn ai đây? Cháu của cậu. Cháu cậu. Anh của Châu, anh của Châu. Đây là Ngọc Châu. Cưng quá à. Đợi em cái, nha. Đây Ngọc Châu. Đây ông Quốc Anh. Đợi em cái nha. Gì vậy? Đây Quốc Anh. Đây Ngọc Châu. Đợi em cái. Trời, thấy đẹp không? Ôi, đẹp trai cưng quá à. Ôi, cái nhà. Xin lỗi. No. Xin ra đấy. Trời ơi, má ơi. Cái gì vậy? Mày thực ra là mày. Mày là cái gì? Trời ơi, em thích gì nè? Thôi đi về giùm con đi má ơi. Trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao ông đưa thằng mập vô đây? Đã mập còn ba đê nữa, bóng gió nữa. Tôi đâu có biết đâu, thì người ta giới thiệu cho tôi thì tôi giới thiệu lại cho bà thôi. Trời ơi, làm sao nếu tôi làm mai làm mối như vậy á, là mang tiếng tôi, ông hiểu không? Rồi bây giờ làm bà sao đây? Đi. Bây giờ còn người nào không? Hết rồi. Hả? Hết rồi bây giờ. Trời ơi, người ta mắng vốn tôi. Á? À? Gì vậy? Được. Được cái gì? Ông á, đi vô thế luôn. Không được đâu. Cái chuyện này không có được đâu, tôi có vợ rồi. Không sao hết, tạm thôi đi vô giùm tôi. Đi vô luôn giùm tôi đi. Thôi mà. Trời ơi, tôi năn nỉ mày, đi vô giùm tôi đi. Cái vụ này tôi sợ có lắm. Có gì đâu mà sợ. Thôi. Tôi đảm bảo đi vô nhanh lên. Thôi mà. Vậy? Tôi nói không được đâu, cái vụ này tôi sợ lắm. Không được đâu, mà kiếm người khác đi nha. Trời ơi, giúp tôi đi mà. Không được đâu ạ. Không được đâu. Giúp tôi đi. Đi vậy nha. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Còn mối nữa. Alo. Nè, mày tới đâu rồi? Sắp tới rồi nè bà nội. Gần tới rồi hả? Ừ. Mà có hàng không? Có sẵn luôn hả? Ừ. Ok không? Tất nhiên là ok rồi. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, mừng quá, hên quá. Nè, cho vô liền nha, tới là cho vô liền giùm chị nha. Không? Rồi mà, yên rồi, tâm rồi, đi. Rồi, vậy đi. Ừ. Trời ơi, mừng quá. Sao cậu kiếm đâu ra cái gì kèo lộn tùm lum hết vậy? Cậu chủ yếu bắt hai đứa bay về đây là vậy đó.
mà cậu đâu có ngờ là nó ra cái nông nổi như vậy đâu. Nhưng mà ít ra thì cũng phải đúng kèo chứ, cái gì đó mà giới thiệu cho con thì vậy. Qua Châu thì bởi vậy bà này mối nhiều lắm. Có rồi. Sao sao có mối nữa không vậy? Trời ơi, xin lỗi nha, xin lỗi hai con nha, xin lỗi nha. Biết sao không? Gấp quá, nó lộn tùng vèo hết trơn. Bởi vậy tụi nói mùa này á, có khi tụi đưa mấy chục người lẫn. Vậy hả? Cho nên là lỗ người này lỗ người kia. Tha vậy là hai đứa đó là giới thiệu cho hai đứa kia, hai mối kia. Ủa, con dẫn thầy bố tới đây xem bố luôn hả? Bảy bói gì? Người, người chưa, đó. Chưa, chưa có bói nghe. Tới ngày mà cưới hay gì mới có bói nha chị. Hello cả nhà. Trước nha, em ở đây nha. Hello, hello. Anh hai, anh đi ra bấm đèo. Con anh này cũng được nè. Lộn. Trời ơi, chạy đâu vậy? Chờ em theo với nè. Buông. Ôi chú tí. Ôi trời ơi, chú bấm muốn hư cái chuông của con luôn á. Ba cái đây tao biết. Dạ. Mở mắt ra đi. Nó ấy tới là dạ, mặt cái thì tỉnh queo, không hiểu chuyện gì hết. Không hiểu đúng không? Sự việc ở đây xảy ra biết bao nhiêu sự việc mà không hiểu gì hết. Dạ, tại vì con cũng lu bu nhiều việc quá, con cũng ít có ở nhà nên chịu. Biết, tuổi dạ. Trẻ mà nói ra là lu bu, công việc lúc nào cũng chất đầy. Cái đó là chú mày trải qua rồi, biết rồi. Dạ. Sáng mở mắt ra là đi, đi miết tới tấu mới về à, không hiểu gì hết luôn hả? Dạ. Mà chú qua đây có chuyện gì không? Sao chú bấm chuông dữ vậy? Rất nhiều việc. Dạ. Nợ chồng nợ. Cái gì vậy? Trời ơi, tỉnh queo luôn, không biết cái gì luôn. 3 tháng trời sống không biết cái gì luôn. Tấu về mở điện lên cũng không biết cái gì luôn. Không biết luôn, đi miết. Xin lỗi chứ gì. Dạ con quên mất. Biết, tao biết, câu đó mày sẽ nói mà. Dạ. Không trả nữa là cắt luôn á. Rồi. Dạ. Tới rồi. Dạ. Phải có điện trong nhà để sinh hoạt, biết không? Dạ. Thấy chưa, ngoài đường nè, mùa xuân đã đến nè. Thấy chưa, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Trong nhà mình cũng phải có điện, có đèn đồ, mở cho nó sáng rực lên. Đón năm mới đúng không? Dạ. Đó. Dạ. Nghe chưa? Con biết rồi. Đón năm mới mà nợ nần chồng chất á, nó không hay. Nợ tới sang năm kỳ lắm. Dạ, con biết rồi. Đây, mà ta nói nè. Dạ. Mẹ sao mày không vợ con gì? Ta thấy mày cũng được trai mà, lấy vợ đồ đi con. Dạ, nhiều lúc con chưa có duyên gặp người phù hợp chú ơi. Duyên đồ thâu đi, tụi mày cứ đổi thừa duyên rồi số phận đồ. Thôi, cứ vậy không. Cái đó là ta đã qua rồi, tao biết rồi. Dạ. Đừng có bắt trước giống chú. Dạ. Vết xe đồ của chú đã bị lầy lội lắm rồi. Chú đã cày nát hết rồi, mày lội vô mày chỉ có từ chết tới chết thôi. Đừng có như chú nghe, năm mới nghe. Bây giờ cái gì nó cũng đã lỡ rồi. Dạ. Qua sang năm, cố gắng kiếm một đứa con gái, cứ luôn cho nó ngon lành đó. Dạ. Cho cha mẹ mình mừng vui, đúng không? Dạ. Được chưa? Con sẽ cố gắng. Phải nhớ một điều, hai chứ. Một, trả tiền nợ cho chú trước 30 Tết. Dạ, con biết rồi. Và hai, sang năm nhớ cưới vợ nghe. Dạ. Dạ. Nghe. Dạ, hên xui. Sao lại hên xui? Cố gắng, năng động, phải tự mình vực lên chứ. Sao lại nói là hên xui? Dạ, rồi. Nói đó là hên xui. Làm sao mình bỏ mặc cái số phận trong cuộc đời này được, biết không? Con cũng đi miết mà con không tìm được bạn gái đó. Mày, nè, có ai nói mày bị bóng như vậy? Rồi, con bóng gì có chú? Đó nghe. Không có đâu. Thôi chú về nghe. Chỉ cần thanh toán mà chú nói miết vậy chú. Trời. Nhưng mà có điều này tao chưa nói với mày nữa. Được rồi, thầy, con biết rồi. Để tao nói cái đã. Cảm ơn chú. Sao vậy?
Ba. Anh hai. Ai ạ? À? Vô đây, vô đây, vô đây. Dạ anh hai. Chào con. Anh chào hai cô. Khỏe không? Khỏe con ngồi chơi. Dạ dạ, dạ. Ngồi đi cưng. Dạ, ngồi đi cưng. Ngồi đi cưng, ngồi đi cưng. Chào anh. Dạ anh hai thấy sao? Nguyên cây đỏ luôn á. Kỳ này là hên lắm á nha. Anh hai biết sao không? Kỳ này là tôi biết là chắc chắn 100% là thành công đó. Tôi cũng hy vọng vậy. Đây, còn giàu tương lai đó. Anh hai thấy sao? Nói chung là dễ thương nè ha. Tính tình hiền lành. Mà trời ơi, nó chất phát lắm luôn á. Mà gia đình á thì cũng đàng hoàng tử tế. Trời ơi, nói chung là quan tiện luôn á. Đảm bảo với anh hai luôn á. Con ok không con? Dạ, để đợi chút xíu nữa cô ha. Nói thiệt thì con của bác đây nó cũng đang tìm người. Dạ. Bác thì cũng muốn có giàu sớm. Dạ. Cho nên là xin lỗi con về cái chuyện đường đột nhờ cô đây. Không có sao, không có sao. Trời ơi, nhiệm vụ của tôi mà. Với lại em nó bây giờ cũng đang độc thân. Ủa, ba má con còn không? Dạ, con ba má Nguyên, con còn. Con Nguyên cũng lớn tuổi rồi bác. Dạ lớn tuổi rồi, bây giờ muốn đi lấy chồng vậy đó mà. Để hỏi đặng cho biết. Dạ. Hỏi qua mà. Thì giờ con làm nghề gì? Thợ may. Đây đây, đồ nó tự may không đó. Tự may không đó. Mai dạ. Mốt là đồ cưới là con khỏi lo nghe. Tự may luôn. Dạ. Dạ. Ông bà mình nó trâu ruộng bộn bề bằng cái nghề trong tay. Dạ. Con gái có nghề nghiệp là tốt rồi. Thì đó, bởi vậy tôi là tôi chọn người nào phải chắc chắn, phải đảm bảo cuộc sống nữa, đúng không? Mai mốt mà thí dụ con mà thất nghiệp á là có người may đồ mà nuôi con mà, yên tâm. Cuộn nước, cuộn nước. Dạ. Mà dùng nước. Dạ. Rồi con mở tiệm may hả? Dạ. Mở tiệm may ở nhà cha mẹ con luôn hay là con mở tiệm may ở chỗ khác? Dạ thưa bác, con mở tiệm may riêng cho con rồi đó bác. Dễ thương dễ sợ. Con ở với ai phụ nuôi con không? Dạ thưa bác, con ở một mình với một đứa con. Con nuôi. Trời ơi, bởi vậy làm từ thiện không à? Mà đâu? Làm từ thiện suốt luôn. Con ruột của em mà chị. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Bà nói với tôi chị... là bà độc thân mà. Thì em độc thân. Em ly dị rồi mà chị. Hả? Là có chồng rồi hả? Nhưng mà em đã ly dị rồi. Trời ơi. Em sống với con em thôi. Trời ơi. Cái gì kỳ cục vậy? Tôi tưởng gì đâu mà là... kỳ chị. Em trời ơi, em lập gia đình mà em không hạnh phúc thì em ly dị với chồng em. Thì biết rồi. Nhưng mà tại sao không nói ngay từ đầu đi? Là có chồng rồi ly dị. Làm tôi tưởng đâu là bà còn con gái chứ. Em cũng nói rõ với chị hết rồi mà. Nói cái gì? Em đâu có giống nói... chị gì đâu. Đi về. Ủa? Đi về liền. Chứ trời ơi, đứng dậy sao kỳ đi về vậy liền. Mất mặt người ta. Kỳ vậy tình. Muốn gọi đến thì đến. Rồi bây giờ muốn đuổi đi thì đi sao chị? Đi liền. Làm ơn làm phước đi dùm đi. Trời ơi. Đẹp đẽ như vậy á mà nói láo không ha. Trời ơi, là mất mặt người ta hết sức à. Trời ơi, người thôi, ta làm cô gì ơi. Con tính mà. Thôi kệ đi quá. Dằn xuống đi. Dằn nói cô gì nghe mà dằn? Nè mình đuổi đi cũng tội nghiệp con ta. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp? Nó làm tôi mất mặt từ hồi nào tới giờ. Anh thấy không, tôi làm việc rất là uy tín, rất là có tâm. Mà bây giờ vậy là tôi mất mặt với nhỏ rồi, mất mặt với anh nữa. Thôi nói chung là do duyên số hết. Đây nó chưa được chứ. Thôi uống miếng nước đi cái đã. Uống cái gì nổi mà uống bực mình hết sức à. Thiệt á, chưa bao giờ mà tôi gặp cái trường hợp như vậy á. Thành ra tự nhiên bây giờ á, tôi giống như là đi nói láo anh vậy đó. Giống như tôi đi lừa gạt gia đình anh cô vậy đó. Cô thì cũng không biết rõ đó mà. Thôi không có sao. Thôi bình tĩnh lại. Nói chung cũng cảm ơn cô. Cô nhiệt tình giúp gia đình tụi tôi cũng mấy lần rồi. Dạ, cũng lần thứ ba rồi đó ba. Thì đó, quá tam ba lần rồi đó. Đó. Tôi chưa bao giờ mà thấy cái tình trạng này xảy ra. Thiệt, từ hồi nào tới giờ tôi đi á, tôi gán ghép cho ai á là thành công người đó. Mà tự nhiên cái tôi cũng áy náy quá, thiệt tôi xin lỗi anh nha. Thôi không sao. Dạ. Để cái này để từ từ mình tìm nữa cũng được. Không có đứa này có đứa khác. Dạ thôi vậy thôi để rồi, làm cảm sao ơn đi. Cô nghe. Anh ngồi đi, anh ngồi đi. Anh đứng lên chi vậy? Anh ngồi đi. Dạ thôi chắc được rồi cô. Trời cảm ơn bận. Cô nhiều. Không, tôi đâu có bận. Trời ơi, có nhiều mối lắm nhưng mà tôi chia ra hết rồi. Giờ dành thời gian cho anh ngày hôm nay đó.
Bây giờ vậy nè anh tính đứng lên đưa tôi về đó hả? Tôi tự về được. Dạ. Nhưng mà tự gì giờ trước khi về tôi muốn trình bày với anh như vậy. Thì thật ra thì cũng mấy lần rồi đưa đến đây không thành công như vậy. Thì thôi anh bỏ lỗi cho tôi nha. Đừng không buồn sao, tôi nha. Buồn cái gì mà buồn. Dạ vậy thôi bây giờ tôi tạm thời đi. Bữa giờ cũng cực khổ quá rồi. Đi tới đi lui cũng tốn tiền xăng tiền cộ rồi. À, có gì anh ứng cho tôi cái phí mấy lần này đi. Phí gì? Phí mấy lần đó. Kỳ trước 2 lần, kỳ này 1 lần đó. Ủa cái này nó cấn cấn cái gì á? Dạ. Chưa có được mà phí gì cô? Không, ý tôi nói là cái phí mà tôi đưa người tới đó anh hiểu không? 3 lần rồi thì bây giờ mình ứng trước 3 lần này đi. Khi nào mà có thành công rồi mình tính cái phần đó. Không, cô đưa tới chừng nào mà nó được thì mới lấy phí chứ. Trời, anh nói vậy sao được? Anh giống như là anh đi mua nhà đó đúng không? Cũng có phí vậy. Tôi mua đâu, mua nhà là dẫn người ta tới coi. Nếu mà người ta mua được mình mới có cò. Còn đây cũng y chang vậy thôi mà. Không, anh nói vậy không được. Anh nói vậy ngang ngược quá anh hiểu không? Tức là vậy nè, cái nhà là nó đứng yên tại chỗ, còn người là tôi dẫn tới mà. Rồi anh cũng đi tới đi lui đúng rồi. Nhưng mà cái người nó khác cái nhà. Cái người là người ta di động, còn cái nhà nó đứng một chỗ, anh phải trả phí cho tôi chứ. Cái nhà nó đứng một chỗ nhưng mà cô cũng phải lôi người khác tới coi. Lôi là lôi anh tới đó anh hiểu không? Cái vế đó ok rồi, là riêng rồi. Còn cái người á là nó khác hẳn cái nhà, là tôi đưa người ta tới đây. Anh hiểu không? Thì anh phải trả tiền tôi chứ anh đâu có nói ngang ngược như vậy. Nào nãy giờ cô chửi tôi ngang ngược 2 lần rồi nha. Không, tôi này là tôi nói lý chứ tôi không có ngang ngược nha. Cái này là không phải là ngang ngược nữa mà là anh cháo trở luôn. Nè cô vừa phải thôi nha. Vừa phải. Làm gì làm nha, gia đình tôi sống có đạo đức có uy tín nha. Cô đừng có nói tôi cháo trở nha. Ủa tôi cũng có uy tín vậy, tôi làm gì từ hồi nào tới giờ? Nguyên tắc là nguyên tắc, bây giờ anh trả tiền cho tôi mới đi. Tôi nói cho cô nghe, bây giờ tôi nói dứt dạc không có một cách. Cái gì? Anh nói cái gì? Bây giờ không trả tiền tôi phải không? Không. Anh tính ăn quỵt luôn tôi cái tiền đó phải không? Không. Anh có tin á là tôi sẽ ngồi đây suốt hay không? À không, không ngồi nữa, tôi đứng lên luôn đây nè. Bây giờ anh muốn cái gì? Anh có trả tiền tôi không? Đứng im đó đi. Nếu tôi ngắm được nửa tiếng, tôi cho chút đỉnh ăn bánh tráng. Tôi không cần cái chút đỉnh đó của anh. Bây giờ anh có ngắm tôi đến trưa, đến chiều, đến tối, đến ngày mai luôn cũng vậy. Cái tiền nào của tôi là phải đưa tôi, không có trả cái tiền ngắm. Tôi đã nói rồi, không có. Không có phải không? Được rồi, tôi làm kiểu khác. Bây giờ tôi không đứng nữa nè, tôi nằm xuống đây tôi ăn giả luôn nè. Tôi trả tiền không? Cô muốn nằm đâu? Đây nè. Vô lấy cái chổi, quét. Hay là lấy cái chiếu chạy. Trời ơi anh nghĩ sao vậy? Ủa thân thể tôi mà tôi muốn nằm chỗ nào tôi nằm chứ mắc gì anh trả chiếu cho tôi. Mời. Mời hả? Bây giờ anh muốn sao? Trời ơi được luôn đó hả? Bà trả tiền cho tôi. Trời ơi trả tiền cho tôi. Trời ơi sao? Im đi để cho nó lầy một hồi đi. Trời ơi mẹ đi dân làm ruộng mà muốn lầy cỡ nào. Bây giờ anh lầy cỡ nào tôi cũng chơi nữa nè. Bây giờ anh muốn cái gì? Trả tiền cho tôi đi. Trả tiền. Trả tiền cho tôi. Bây giờ sao bà? Mày hôn nó ra đi, hàng xóm người ta tưởng tao hãm hiếp quá đa. Đừng để con. Cô ơi. Mày ăn hiếp tôi. Mày ăn hiếp tôi. Thôi bà cô ơi. Mày không trả tiền cho tôi còn ăn hiếp tôi nữa. Làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Trời ơi, trời ơi đừng có quẩy nữa. Bầm nó quăng ra ngoài đường. Hên quá. Ở đây mình sống tốt, cho nên mọi người có thể tin mình. Là mình hãm hiếp. Vô nó mần la phan như cái đài phát thanh vậy. Đưa vô cái đồ xí mứng ở đâu không? Quốc Anh! Mày vừa lòng hả dạ mày chưa? Hả? Con cũng bó tay luôn bơi. Lần này lần thứ ba rồi mà tự nhiên nay bà còn lầy lội tới mức vậy là thôi con cũng chịu thua luôn rồi. Còn bây giờ mày kiếm hay tao kiếm? Khi mà tao kiếm tao nói thiệt với mày không phải nó một con mà ba đứa con tao cũng lấy. Nha, chứ không phải là để im cho mày gì vậy đâu. Dạ. Tao nổi máu xung thiên à. Dạ thôi bà bớt. Liệu hồn mày đó. Dạ. Mày mà không có tao giết mày luôn đó. Đàn ông không ra đàn ông, bóng không ra bóng. Con đàn ông mà ba. Đàn ông có kiếm một đứa con gái không cũng kiếm ra. Tại chưa có duyên gặp thôi. Nói gì? Mày ở với con mẹ đó được đó, cỡ nào cũng cãi được. Tại con nói sự thật mà. Mày lấy cái bà kia đó luôn đi. Thôi con không dám đâu bà ơi. Hả cái gì? Lấy tôi hả? Ai lấy tôi ông à? Ông hả? Ông điên hả? Bà điên hả? Mày hốt đi. Ủa thằng mày hốt tôi hả? Cô dám trời trời. Qua đây. Mày hốt quăng ra đường. Hả? Cái gì không quăng ra đường? Ông nói cái gì vậy hả? Ông nói cái gì? Ông hát vừa thôi nha. Không trả tiền tôi còn hốt quăng ra đường hả? Trời ơi. Hả? Mày khóa cửa kỹ lại. Kéo hàng rào.
Anh nhìn đi, hơn 20 cuộc gọi. Anh làm gì mà không bắt máy? Hả? Anh đi đâu? Anh làm gì? Anh ở với ai? Anh đi họp. Họp gì mà cả buổi? Nè, mỗi một ngày anh đều báo cáo với em là anh đi đâu, anh làm cái gì rồi đúng không? Mà cứ ngày nào em cũng hỏi anh là anh đi đâu, anh làm cái gì. Anh ở đâu? Ủa mà mỗi ngày em hỏi như vậy, em không thấy chán hả? Không, em không chán. Em muốn quan tâm anh mọi lúc mọi nơi vậy đó. Ok, em quan tâm anh rất là vui. Nhưng mà 4 năm qua rồi, anh với em quen với nhau, em không tin tưởng anh hay sao vậy? Em làm vậy riết anh cảm thấy anh sợ, anh chán em luôn á. Cái gì? Chán? Anh hết yêu em rồi phải không? Không phải là anh hết yêu em, nhưng mà em cứ làm vậy hoài anh cảm thấy anh rất là ngột ngạt, em hiểu không? Ngột ngạt là hết yêu chứ còn gì nữa. Nhiều lúc anh thấy giống như là em quan tâm anh á, không phải là người yêu, mà giống như là một cái tên tội phạm nào đó hưởng án tù treo vậy đó. Em kiểm soát anh là tại vì em quá yêu anh, em sợ mất anh hiểu không? Yêu ok anh biết, nhưng mà em cứ làm như vậy hoài, lỡ như sau này mình đám cưới với nhau rồi em cũng quản anh như vậy hả? Sao anh chịu nổi? Nếu mà anh không thích á thì mình chia tay đi, chứ đã yêu em, đã làm chồng của em thì anh phải chấp nhận. Ok, chia tay đúng không? Chia tay. Nè, anh, đứng lại cho em. Quốc Anh, đứng lại. Ê Ngọc Châu, bà định chừng nào cưới? Ừ. Trời, tôi đang bình yên như vậy, bà đừng có nhắc tới cái chuyện mà chồng con với tôi nha. Cưới chồng xong á hả, thì ngày nào cũng đầu tắt mặt tối trong bếp. Trời hả, chồng con suốt ngày riết rồi không nhận ra mình luôn. Có gì đâu, có lúc sướng lúc cực. Trời ơi, tôi có thấy cực gì đâu, sướng quá rồi còn gì. Chưa cưới mà làm như kinh nghiệm nhất vậy đó. Chào bốn cô nương. Anh Quý. Hai anh. Hai anh. Gọi đi cho anh. Em chào mấy anh. Ủa, vậy nó hồi nào vậy anh? Chào khách bệnh. Hai. Mới về hồi đầu tuần á. Dạ. Ngồi. Ủa anh Huy, ai đây? Đây là John, bạn anh. Ủa, hai anh muốn uống gì vậy? Dừa nha. Cho hai trái dừa đi. Anh ơi, cho em thêm hai trái dừa nha. Nè, anh là người sướng nhất trong công ty này luôn á. Đúng. Được rồi đi đó. Du lịch hoài luôn. Hay là mình tổ chức đi du lịch đi. Ừ. Đi Thái Lan, đi Thái Lan đi. Không được, đi Hàn Quốc, Hàn Quốc đang có tuyết. Ôi, rơi. Đẹp lắm. Tuyết rơi lạ lắm. Không đi, đi nước khác, đi nước khác không. Đi. Đi Nhật Bản đi, tôi thích sushi lắm. Sushi cũng được, sushi cũng được. Sao sao mà thôi đi. Không? Ê, hay là mình đi trong nước đi. Có muốn đi biển không? Đi biển không? Đi biển, đi biển, đi biển đi. Đi biển cũng được. Đi biển ngon, được á. Nha Trang hay là Phan Thiết hay là... Phan Thiết ăn hải sản. Theo tôi nghĩ là tắm biển đi. Rồi mình tính sao? Tắm biển cũng được. Quyết định vậy nha. Quyết định vậy đi. Ô. Ủa hai. Làm gì vậy? Em đang làm... bản báo cáo đến nộp cho sếp nè. Ừ. Ủa, mà má có gọi cho anh hai không? Không, sao vậy? Hồi nãy má gọi điện cho em, càm ràm cái chuyện chồng con hơn cả tiếng đồng hồ luôn. Trong khi hả, em công việc quá trời quá đất như vậy, thiệt là mệt mỏi mà. Thì bây giờ em chỉ cần lấy chồng thôi, là ba má đâu ai càm ràm em, đúng không? Không. Sao không đúng? Anh là con trai duy nhất trong nhà, mà còn hả, không lo lấy vợ sinh con để nó giỏi, sao phải bắt em lấy chồng sớm chứ? Người ta nói là đầu xuôi thì đuôi mới lọt được chứ. Ê, ê, xí, xí, xí. Nói một vấn đề nữa nha. Người ta cũng có câu con gái có lứa có thị, chứ ai đâu mà nói con trai có lứa có thị. Bởi vậy má lo cho em là đúng rồi, hiểu không? Không. Nữa, không nữa, lì thiệt á. Không tranh cãi với hai nữa. Ngày mai em phải nộp báo cáo sớm cho sếp rồi. Ừ. Em chỉ có một nguyên tắc là khi nào hai lấy vợ thì em mới lấy chồng. Ok. Mày hay quá ha. Ở đâu ra vụ đó vậy? Ê, mà anh hỏi nè. Hử? Cái chuyện của em với người yêu cũ á, em chưa quên luôn hả?
em quên lâu rồi. Cái người đó có đáng để cho em nhớ đâu. Chỉ có điều em thấy đàn ông không có ai đáng để tin tưởng hết á. Ê ê ê ê, đừng có qua đũa cả nắm nha. Tôi nói thiệt, con gái mấy người á, không ai đoán trước được hết. Có làm sao người ta nói vậy đi. Tự nhiên khi không, em muốn này em muốn kia, rốt cuộc đưa ra không muốn gì hết. Thôi tốt nhất mà anh hai nấy sống. Anh em hả, thân ai nấy lo nha. Thì ghét. Anh hai vậy á, ế hoài là phải rồi. Ế, hay quá ha, hay không. Thì ghét. Trời ơi. Con vô học đi con gái. Chiều ba nhớ đón con sớm nha ba. Ừ. Mấy bữa nay ba cứ đón con trễ hoài à. Ba đừng có đón con trễ nữa nha ba. Ừ, ba xin lỗi. Ba hứa chiều nay ba sẽ đón con sớm hơn. Ba hứa nha, ba thất hứa hoài à. Ừ. Lần nào ba cũng vậy hết. Được rồi, con đừng có lo nữa. Con vô lớp học, nhớ khỏe ngoan nha. Vậy ba móc méo với con đi. Ừ. Nè, ủa, tối ngày cứ lo mần mần riết à, rồi chừng nào mới chịu lấy chồng đây hả? Chuyện chồng con với tôi hả, không quan trọng bằng tôi thích kiếm tiền hơn. Ủa, sao mấy người không lo cho mấy người đi, lo cho tôi chi vậy? Thì tại vì chưa có ai hợp. Chứ không phải bà kén quá hả? Nè, mà công việc sao rồi? Nhảy việc rồi. Trời ơi, tôi lạy bà luôn á. Bà cứ nhảy việc riết à. Sao bà không ổn định giùm tôi cái? Thì tới khi nào có một giám đốc tốt, một công việc tốt, rồi tiền lương tốt nữa, thì lúc đó tôi sẽ ổn định thôi. Thua luôn. Ê, nè, mà cái chuyện yêu đương của bà với lại ông Khoa sao rồi? Thôi bà đừng nhắc tới nữa. Tôi sợ ông đó lắm. Sao sợ? Chia tay rồi. Cái gì? Chia tay nữa hả? Người ta tốt như vậy mà còn chia tay nữa. Tôi không biết ông tốt làm sao, mới quen có mấy tháng ông đòi cưới rồi. Bà thấy chịu nổi không? Thì tại vì người ta thấy bà hợp cho nên người ta mới đòi cưới. Hợp cái con khỉ á. Thôi đi, suốt ngày hả, ổng cứ quan tâm á. Tôi làm bao nhiêu tiền một ngày, rồi tôi làm như thế nào. Hồi dù mệt lắm. Trời ơi, thì phải rồi, người ta yêu bà, người ta muốn cưới bà, cho nên á người ta mới quan tâm hỏi là bà làm gì rồi như thế nào. Người ta phải tìm hiểu toàn diện chứ, sao mà khó quá vợ. Nói tóm lại là mình không thích đó mà. Thật ra mình nghĩ á, tiền mới là quan trọng. Tuổi trẻ thì cần tiền để làm đẹp, đi chơi, còn người già thì cần tiền đi khám bệnh. Tóm lại là tiền nó rất là quan trọng đối với tôi, nên là chuyện chồng con tính sao. Đến khi nào mà tôi cảm thấy tôi dư giả thì tôi sẽ cưới chồng. Cái gì? Cưới chồng hả? Tối ngày cứ lo kiếm tiền đi, rồi kiếm thiệt nhiều tiền, rồi mai mốt nằm với cái đống tiền đó mà ngủ luôn. Sao vậy?
Dạo này không cần tiền hả? Nói người ta. Ủa mà tới đây kiếm tôi có gì không vậy? Đi uống cà phê. Rảnh ghê. Thì có làm gì đâu, tại đang nghỉ thôi, mà thôi. Vô nhà tôi pha cà phê chú. Khỏi đi đâu chi cho xa mất công. Sếp ơi, sếp ký giùm em đi ạ. Chào em. Dạ, sếp ký giùm em đi. Mời em ngồi. Thôi được rồi, em bận nhiều việc lắm. Em đi nha, bye bye sếp. Hello Ngọc Châu. Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Anh cũng vậy, quả thật niềm vui thật bất ngờ. Bình thường mà. Quả thật anh rất là vui khi được gặp em. Vậy thì tốt, em bận lắm, chào anh nha. Xong chưa anh? Cho xin lỗi. Ê, đây đưa bộ hồ sơ cho em đây. Yeah. Anh. Ủa, người yêu. Em tới nào vậy? Anh nói nhỏ thôi. Em. Hả? Gặp em mới gặp. Dạ. Anh mắc cỡ quá. Em cũng mắc cỡ à. Mình quen nhau bao lâu rồi em? Mình quen nhau cũng một tháng rồi anh ha. Anh trên hình đẹp quá, ở ngoài đỡ ghê á. Là đỡ hơn em nhiều á. Em ở trong hình cũng đẹp mà ở ngoài em cũng đẹp. Em à, hôm nay là anh có cái điều quan trọng muốn nói với em á. Chuyện gì vậy? Không biết là mình có nên tiến xa hơn không? Ý của anh là mình đi Vũng Tàu hay Đà Lạt hả? Em thấy cũng xa á. Được đó anh. Không, ý anh không phải vậy. Thế sao? Tiến xa là giống như mình tìm hiểu nhau rồi đó. Thì giờ mình về mình ra mắt gia đình của nhau á. Mình mới quen được có một tháng à, mà mình về ra mắt gia đình rồi anh. Thì một tháng ở trên mạng xã hội anh cũng đã kêu em là bà xã rồi. Phải về ra mắt gia đình của nhau để coi ba má có đồng ý không, để anh còn về mà anh kiếm người khác nữa chứ. Em không phải tại anh giỡn. Để tôi về. Anh xin lỗi đi. Giỡn tại, gì giỡn? Không, anh không có giỡn mà. Tại vì anh bối rối quá. Cái anh nói tầm bậy. Ý anh là mình về ra mắt gia đình nhau để biết nhau mà. Phải nói rõ chứ. À, em nè. Hả? Sắp Tết rồi đó. Anh có nhiều kế hoạch lắm. Giống như là anh sẽ dẫn em sẽ về ra mắt gia đình của anh nè, rồi anh sẽ về ra mắt gia đình của em, rồi lúc đó anh phải có kế hoạch đi chơi với tụi bạn lớp 9 của anh nữa. Lúc đó anh sẽ dắt em theo, giới thiệu em là người yêu của anh. Thích quá vợ. Ê, vậy mình phải thiết kế một bộ đồ cặp thiệt là dễ thương, không có đụng hàng. Anh không có thích đồ dễ thương, anh chỉ thích những cái loại đồ mà độc và sốc. Giống như cái điển hình là cái xì tai của anh vậy nè. Thôi đó. Em thích đồ dễ thương à. Vậy bây giờ mình tìm cái cửa hàng nào hả em? Lên mạng tìm nha. Đấy. Nè, đây nè. Đó, thời trang kim sao. Mình bưng nước ra cho thằng chả hồi đi đám cưới về đặng uống miếng. Đi đám cưới về thế nào cũng có nhiều chuyện nói hà. Đó. À hả? Về rồi hả? Cái gì vậy? Lần sau tôi nói cho bà nghe, có đám cưới bà đi nha, đừng có bắt tôi đây đám cưới nữa. Ủa? Sao vậy? Bà ăn mặc lè lẹt được rồi, bà quất cho tôi cái áo sáng hồn luôn. Tôi vô hả, bao nhiêu người tập trung nhìn tôi y như một thằng điên. Vậy rồi sao? Ngồi xuống bàn cái bắt đầu nó đè đầu tôi, nó gấp. Hả? Sao nó gấp cái đầu? Nó tưởng tôi là cái nồi lẩu đó. Người ta lẩu nó làm bằng cồn mà, có đây tưởng là lò ga không á. Thì thôi,
Vậy thì ông cũng nổi lắm rồi, người ta mới chú ý vậy. Chứ tôi muốn cho ông nổi đó mà. Thôi đừng có la nữa. Thôi dẹp đi. À, đây nè, đó là người ta mới chú ý là có một cụm người thôi nha. Còn bước trên đường đê đó, một bầy trâu bầy bò nó dí tôi hả như điên. Hả? Chạy muốn học hèm. À, vậy là ông không có bực mình chuyện đó hay là đang bực mình chuyện gì đây? Tôi nói thiệt với bà nghe, nó gấp trên đầu tôi không có bực. Mà nó xỉa sói trên đầu tôi mới bực. À vậy hả? Đi đám cưới á, bạn bè đồng trang phải lứa với con mình. Giờ nó có gia đình hết trơn hết trọi rồi. Trong khi đó con mình có đứa nào. Đi đâu ai cũng hỏi: ủa con ông giờ sao rồi? Có người yêu chưa? À, có ai dặm ngõ chưa? À, hả? Hay là làm gì? Ê là hả? Nhục dễ sợ nhục. Thì tôi cũng như ông chứ làm chi. Cứ đi ra đường á thì này kéo hỏi thằng Quốc Anh: con Châu có người yêu chưa? Sắp đám cưới chưa? Rồi kéo lại hỏi hết cái này tới cái nọ. Thôi mệt lắm, nhức đầu lắm. Đây nè, cha Bãi mới hỏi tôi nè. Cha Bãi hỏi con anh giờ này chưa thấy ai dặm ngõ, chắc nó có vấn đề gì phải không? Rồi ông nói làm sao? Tôi nói là không có vấn đề gì. Ông hỏi vậy sao không thấy ai dẫn ai về ra mắt rồi này nọ. Tôi nói đại ra, tôi nói là Tết này nó sẽ dẫn ra về ra mắt. Ê, không có được. Trời ơi, ông nói vậy là chết chắc. Lỡ Tết tụi nó không dẫn người yêu về ra mắt rồi làm sao? Thì giờ phải lập liêm vậy chứ sao giờ? Cũng đúng ha. Bây giờ mà mình không lấp liếm á thì thiên hạ người ta cười nhạo, người ta mỉa mai đó. Thì bởi Mà tôi hỏi ông nè, ông thấy hai đứa nhỏ nó có gì khác thường không? Có gì là có gì? Thì cái chuyện tình cảm của tụi nó đó mà. Giống như là nó yêu mà không có được bình thường giống như mình hồi xưa đó. Bây giờ nó yêu cách khác đó. Bà muốn nói cái gì bà nói đại lên luôn cho đầu đi. Hồi nãy thì trâu bò dí chạy một vòng mà về bà còn nói chuyện vòng vòng nữa. Nói thẳng ra luôn đi, chuyện gì? Bình thường tôi thấy ông thông minh lắm mà. Nè, tôi nói cho ông nghe, cái tình cảm của tụi nó bây giờ á, tức là giống như là thuộc loại nam yêu nam mà nữ thì yêu nữ đó. Ý bà nói là nó yêu đồng tính á hả? Ừ. Chứ ông không thấy hai đứa nhỏ mình sao? Con người ta á là bây giờ cỡ tuổi đó đó ha, ít ra là cũng có vợ có chồng nè. Còn nhiều đứa là con cái đùm đề rồi, Tết nhất là dắt về nhà rần rần rồi. Còn hai đứa con mình không thấy người yêu đâu hết. Thôi bà làm đầu tôi rối thêm. Nhiều khi ở dưới quê thì vậy, bây giờ tụi nó ở thành phố rồi, tụi nó có cái suy nghĩ nó khác rồi. Sao bà càng nói tôi càng lo thêm. Vậy giờ ông tính sao nè? Bây giờ tôi nói cho bà nghe, nếu hỏi ý kiến tụi nó một lần nữa, nếu mà tụi nó không trả lời được, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Nhưng mà hai cái đứa này á, nó thuộc dạng cứng đầu giống ông lắm, mà dùng biện pháp mạnh á thì tôi e nó cũng có hiệu quả. Ý tôi nói á là tụi nó giống ông, nhưng mà hai đứa nó thuộc dạng dễ thương. Thôi bây giờ đừng có nói an ủi tôi gì hết. Bây giờ phải làm liền. Bà điện thoại cho tụi nó đi đó, hỏi tụi nó lại một lần nữa. Nếu không là không xong với tôi đó. Rồi, điện liền. Thiệt tình. Alo, Châu hả con? Má nè. Đưa đây. Alo. Nè, bây giờ ba hỏi tụi bay một lần nữa. Hai anh em tụi bay tính làm sao hả? Bây giờ tao đi đâu người ta cũng hỏi tao hả? Tao làm gì người ta cũng hỏi tao hả? Tại sao tụi con chỉ có cái đem người yêu ra mắt ở gia đình mình thôi mà tụi bay vẫn không làm được? Bây giờ kiếm cái cớ tốt nhất đem về đây nè. Tao chỉ cần tụi bay đem về đây một lần thôi để cho bà con chồng xóm người ta biết không hả? Bây giờ nè, tụi con phải ngó nhớ rằng cha mẹ tụi con đã trông chờ từng ngày tụi bay đem người yêu để ra mắt, một điều quá sức đơn giản còn hơn ăn cơm. Tại sao tụi bay không làm được hả? Đúng, nó nói sao rồi ông? Nó cúp máy lâu rồi, nghe tiếng tôi nó cúp rồi. Nãy giờ nói chuyện ở tổng đài không đó. Trời ơi, con nhỏ này cứ mỗi lần gọi điện thoại nói người yêu hay chồng con á là nó tránh né à. Bà để im đó cho tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
vậy vậy? Màu đỏ ám ảnh. Đi tha đồ đi cha nội.